Hello, xin chào tất cả anh em. Sáng chủ nhật hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đài Bose, một chiếc loa Bose, và nó có thể gọi là một món đồ trang trí ở căn phòng của chúng ta rất là đẹp. Chiếc đài kiêm cái loa, kiêm cả CD, kiêm cả AUX, kiêm cả radio báo thức các kiểu luôn, nằm gọn ở trên cái con đài này. Thì anh em có thể thấy thì đây là chiếc Bose Music System 3, một trong những cái Bose Wave mà được rất là nhiều anh em yêu thích. Như là em đã nói, nó chơi được thằng CD này, chơi được AUX này, chơi được radio này. Rồi là anh em có thể sử dụng để làm giống như là báo thức ở nhà chúng ta. Chiếc đài này thì anh em sẽ thấy là nó thường để ở phía bàn ngủ hoặc là gần cái chỗ mà chúng ta làm việc ở trong phòng ngủ ấy. Đó. Thì nó như là một cái món đồ trang trí bày biện. Cái kích thước của nó thì nó nhỏ gọn thôi, nó rơi vào tầm một độ gần 40 phân. Nó kiểu dạng hình thon này. Đó. Con này thì nó là hàng nội địa Nhật và sử dụng nguồn điện là 100V. Đó. Hai cái loa làm hai bên là hai loa toàn giải nhưng mà chất âm nó rất là hay. Bô được cái là cái cấu tạo cái ống dẫn khí động học của nó ở phía bên trong nó làm rất là tốt, tuy là loa nó nhỏ nhưng mà tiếng rất là chất. Kèm theo thì máy có một cái remote để chúng ta khiển. Đó. Chất âm cực kỳ hay. Bây giờ em sẽ test cho anh em. Bây giờ chúng ta sẽ mở lên, mở nguồn và chúng ta cho đĩa. Đĩa nó dạng đĩa đĩa luốt nha anh em. Đó, đĩa luốt. Và luốt vào nó tự động là nó sẽ phát CD, nó đọc còn rất là tốt. Chúng ta sẽ cho âm lượng lên. Chất âm rất là hay. Cầm tay nhau bước trong giao thừa, đón xuân đang về với tình yêu. Trái đất này ta không bao người. Anh em có thể thấy cái tiếng bát và cái trung âm nó rất là hay, dải cao cũng tốt. Con này nó hàng hàng bãi Nhật nên là anh em có thể thấy là nó cũng có những cái vết xước nhỏ làm ở phía trên này, nhưng mà nó không có gì nhỉ, nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Vừa xong anh em thấy là em chạm vào đây là máy nó tắt. Đó. Và chạm vào đây là nó tắt. Cái chỗ này nó có giống như cái top 3. Tại vì cái con này nó có cái chức năng là gì nhỉ? Hẹn giờ này. Nên là khi mà hẹn giờ mà để cho máy nó phát nhạc hoặc là phát radio, anh em mà kiểu đang ngủ mà muốn tắt nó đi mà không cần phải dùng remote thì anh em sờ lên trên này cái là nó sẽ tắt. Đó. Giống như top 3 vậy. Đó. Thì đấy là một cái lỗi em lấy mới lấy về tưởng nó bị làm sao, thì ra là nó có top 3 xem ở trên YouTube thì nó bảo vậy. Đó. Mắt đọc con này rất là tốt. Nói chung con này rất là đáng đồng tiền. Nó rất là chắc nha. Ngày mai chẳng níu kéo tay với. Quên lại chạm vào đây. Đây là cái phía đằng sau này anh em. Người cứ đi, đi xa phương trời. Anh còn đây nhớ nhung trong đời. 3.5 AUX này. Một giây bên nhau nữa thôi. Đây là bowling. Tình yêu đó đến lúc hấp hối. Đây là rất mình tiếc chi cho nhau đêm nay. Anten. Trong vòng tay. Đây là dây quẩn. Quen nhau sao xuyên, giờ đây chia tay lưu luyến. Còn yêu hay thôi mong nhớ, vẫn xin một lời cũng đã.
đành giọt mưa long lanh. Giờ chúng ta sẽ chuyển qua thằng gì nhỉ FM. Sách lần đầu được thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thi điểm chưa có trong luật. Ví dụ việc đánh giá cao với người sở hữu nhà bất cứ hai tỉnh thành phố Hồ Chí Minh. Theo bộ thì sẽ tạm ngừng phân ngân sách thành phố Hồ Chí Minh và kết quả thí điểm là cơ sở để xem xét mở rộng. Mấy là 89. Tây. Cộng động từ. Này anh em muốn tiếng rõ hơn này, anh em cắm dây nó làm ở phía sau. Thêm dây anten. Bóng bị thủ môn ôm gọn rồi. Sao miếng tê. Nhấn một cái nữa. Sử dụng túi ni lông và cùng vận động khách hàng. Ngoài ra thì anh em có thể chơi thằng Awix. Awix đây thì anh em cắm dây vào. Đấy thế thôi. Đơn giản. Rồi cảm ơn tất cả anh em nhé. Anh em nào mà yêu thích chiếc đài bow này thì có thể liên hệ. Chiếc đài bow này nó sẽ có giá là 3,5 triệu. À, với tầm giá 3,5 triệu thì anh em không thể nào kiếm đâu được một chiếc đài với cái chất lượng âm thanh mà hay như con này. Cảm ơn tất cả anh em.